bạn. Hôm nay chợ miền Tây sẽ đến với ở Cao Lãnh Đồng Tháp giới thiệu cho các bạn về một cái ngôi chợ ở miền Tây nữa các bạn. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn. Đây là mình đến chợ Hòa Tân ở Đồng Tháp nha các bạn. Chợ này rất sáng, rất xôn xao, đông nhộn nhịp các bạn. Giờ mình đi vào chợ luôn các bạn ơi. Giờ vòng trong chợ để mình xem ngay các bạn. Khách sạn bên này, chỗ này là người ta bán ăn uống trước cái chợ. Đi vòng bên đây đi các bạn ơi, để mình xem chợ này. Đi xung quanh cái ngoài cái chợ Nhà Lồng đó các bạn, cái chợ Nhà Lồng này thì chợ thịt, chợ cá, chợ vịt luôn các bạn, chợ cải luôn, đi một vòng quánh qua bên ngoài luôn các bạn. Mấy anh này bán khô luôn các bạn, gà luôn các bạn.
Tại em như là quảng cáo cái thương hiệu của mình nhưng mà. Chúc bác hai mùa mai bác đắc nha. Dạ, cảm ơn anh. Chúc năm mới vui vẻ. Rồi, cảm ơn. Của chợ Hòa Tân của Đồng Tháp các bạn cũng rất sự tương tự. Chợ miền Tây xin mến chào các bạn, hẹn các bạn lên video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.